Còn chiếc này là chiếc xe Toyota Camry nha các bạn, màu trắng. SE. Bên trong ghế da màu đỏ. Nhìn quá là sang luôn. Quá đẹp. Đèn nó nhìn thật là đẹp luôn á. Cái nền xe nó dòm hay thật chứ. Để coi giá nó nhiều nha. $29.875. Cho nó 30.000 đi. 30.000 nó trên dưới 700 triệu. Chiếc xe này mà đem về Việt Nam là phải trên 1 tỷ rồi chắc. Đời 2220 nha các bạn. Xe chưa lăn bánh luôn nè. Kế bên nó cũng có một chiếc luôn, Toyota Camry luôn. Chiếc này Toyota Camry SE màu bạc. Bên trong ghế da màu đen. Giờ bên trong là khỏi chơi rồi. Đẹp quá. Để coi cái giá nó bán bao nhiêu nha. Chiếc này thì rẻ hơn, có 26.040 đồng.
Bên trong xe có màn hình luôn. Chiếc này cũng là Toyota Camry LE Hybrid, vừa chạy điện và vừa chạy xăng nha các bạn. Chiếc này giờ còn ngầu hơn chiếc kia nữa, đẹp quá. Bên trong toàn bộ là màu đen hết. Xe bây giờ càng ngày càng tăng tiến, nó làm càng đẹp. Cái giá của nó là 29.464 đồng. Là 2020. Toàn là xe xịn.